Wow, mấy bạn hãy nhìn nè. Trời ơi mấy bạn ơi, đố mấy bạn nha. Mấy bạn có biết cái tượng đằng trước mặt của mình là cái gì không? Trời ơi, trời, mình nghĩ rằng là mấy bạn cũng sẽ biết đúng không? Đó, xin giới thiệu với mấy bạn luôn nha. Đây chính là một cái tượng nhân sư mấy bạn ơi. Tượng nhân sư á nha. Cái tượng này là quý lắm luôn á. Sammy đâu ta, để mình khoe Sammy coi. Ủa? Trời đất ơi, có ai cứu tôi không? Trời trời Sammy, bình tĩnh, có tôi đây, tôi sẽ cứu bà. Trời ơi mấy bạn ơi, trời ơi, trời, tại sao Sam? Sam bị mấy con này chí theo vậy? Trời, mấy con này là zombie mê gái hả trời? Mày hả mày? Chết đi. Một con. Hey, hai con. Hứa. Ba con. Chết mày đi con. Trời ơi. Ủa Sam ơi, bà có sao không? Trời ơi, bị sao không sao vậy? Ông để cho nó đuổi tôi 100 vòng, ông nói có sao không là sao vậy? Thôi tôi xin lỗi mà, tôi đâu có cố ý đâu. Tại vì á, tôi đang lo ngắm cái tượng này nè. Sam ơi, bà nhìn đi. Cái này là cái gì vậy? Đây là tượng nhân sư Ai Cập đó. Và bà biết sao không? Trong cái tượng này nè, theo như truyền thuyết kể rằng là bên trong của nó sẽ có rất là nhiều kho báu vàng bạc đá quý luôn. Ghê không? Wow. Nghe sướng nhỏ. Trời, nếu mà mình mà lấy hết cả quỹ trong này mình giàu đúng không? Trời đúng rồi. Ơi, mình lấy hết kim cương, lấy hết vàng, lấy hết đá quý trong đó là mình sẽ trở thành đại gia trong mini world luôn á Sam ơi. Ok, mà khoan đã, từ nãy giờ mình quên chào bạn fan. Để mình chào bạn đã. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đó bạn ơi. Và hôm nay nè, mình đã quay trở lại để làm thêm một video về vùng đất zombie cho bạn xem rồi đây. Ta da. Ok bạn ơi, thì đây nè. Đó, hồi nãy bạn cũng đã thấy rồi, chỗ này là một cái tượng Ai Cập nè. Thì hôm nay mình với Sam, bọn mình sẽ vào trong cái tượng này để khám phá cái tượng này nha bạn nha. Bọn mình sẽ trở thành đại gia của Mini World. Được không Sam? Được, nghe thích rồi, nghe giàu rồi. Đúng rồi, nghe giàu rồi, thấy thích rồi. Ê, ủa? Ê Sam ơi, ở bên kia tôi thấy hình như có ai đang bị zombie dí hay gì vậy? Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Ai vậy? Trong cái gua này có mình với tôi, ông với tôi thôi. Ê Sam ơi, bé Cam. Ôi, giết zombie trước, zombie trước. Mày hả mày? Ôi, ủa cái gì kỳ vậy ta? Ủa mấy bạn ơi, tại sao tự nhiên bé Cam lại xuất hiện trong vùng đất zombie vậy, kỳ vậy? Ờ, yên tâm đi Cam, anh sẽ cứu em. Ồ, mày hả? Mày dám dí Cam của tao mày? Mày hả mày? Mày nè, trời ơi, mấy con zombie này tàn, mấy zombie bác sĩ luôn, kiểu nhìn coi. Ôi con bò nó hút tôi nè Sam ơi. Ôi con bò nó hút tôi nè. Mày hút tao hả mày? Trời ơi trời. Rồi Cam đâu rồi? Cam đâu rồi? Ui Cam. Ui trời ơi là trời. Cam ơi là Cam. Tại sao con lại đến đây vậy? Con biết chỗ này nguy hiểm lắm không? Ủa mà Sam ơi, bà thấy con Cam hôm nay có gì lạ lạ không? Trời ơi, tôi thấy con Cam nó to quá trời đất luôn nè. Mấy bạn ơi, tại sao hôm nay nhìn con Cam nó to quá vậy ta? Mình tính ra mình nhớ là con Cam nó nhỏ xíu rồi, sao hôm nay nó bự dữ vậy trời? Ủa Cam ơi, con ăn nhầm cái gì mà con to như vậy Cam? Ủa Sam ơi, nó đang nói cái gì vậy? Trời đất ơi, Cam nói vậy mà ông không hiểu. Có nghĩa là ông không yêu thương Cam, ông mới không hiểu là tôi. Chứ có tôi mới hiểu Cam thôi, ông hiểu chưa? Ủa rồi Cam nói gì vậy? Ai mà biết được. Cam nói là gì ta, ở nhà lâu quá không có hai tụi mình, nó đi kiếm xong nó lạc đây luôn. Cái gì? Ghê chưa? Trời ơi, Cam nhớ anh chị quá cho nên là Cam đi kiếm anh chị cho nên Cam bị lạc vào đây luôn hả? Trời ơi là trời, tội nghiệp Cam quá vậy. Ôi dễ thương quá. Ôi Sam ơi, thôi bây giờ tôi nghĩ rằng tôi với bà phải dẫn Cam về nhà thôi, không để Cam ở lại đây được, nguy hiểm lắm. Hay, cuối cùng cũng tới nhà rồi bạn ơi. Vậy là dẫn Cam về nhà an toàn rồi bạn ơi. Vô đây Cam, vô đây. Trời ơi nguy hiểm quá. Cam lần sau là không có được tự tiện đi ra ngoài nữa nghe chưa. Vô đây. Nè, vô nhanh lên Cam ơi. Nè, xin giới thiệu với Cam nha. Đây, xin giới thiệu với Cam. Đây chính là anh bộ đội đẹp trai là bảo vệ ngôi làng đó. Cam chào anh đi. Chào anh đi. Chú. Đúng rồi, ngoan. Giỏi quá. Rồi, bên đây còn một anh nữa nè, qua chào anh này luôn. Đó, phải chào người lớn hiểu không? Con nít là phải gặp người lớn là phải chào hiểu không? Đó, rồi ok. Đóng cửa lại nè. Ai, nguy hiểm quá các bạn ơi. Từ sáng đến giờ nè, mình và Sammy bọn mình đã đi ra ngoài và mai được rất là nhiều đồ luôn. Bây giờ các bạn ơi, mình nghĩ rằng á là mình sẽ gọi là đi vào trong đó, mình bán mấy cái đồ mà từ sáng giờ bọn mình mai được để bọn mình lấy tiền. Sau đó bọn mình sẽ mua súng nè, mua gọi là giáp nè, bọn mình đi thám hiểm cái gọi là tượng nhân sư hồi nãy nha bạn. Sam thấy được không? Được, quá được luôn á trời. Quá được luôn đúng không? Ok. Ok bạn ơi, và nếu như mấy bạn nào mà muốn mình thám hiểm nhiều hơn trong gọi là cái vùng đất zombie này á thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nhấn subscribe đăng ký vào cho kênh YouTube của mình nha mọi người nha. Nhớ nha. Ok, còn bây giờ thì mình đi vô đây mình đổi tiền đi, nhanh lên. Hay, ok bạn ơi, mình đã đổi tiền xong rồi các bạn ơi, có quá trời tiền luôn nha. Kỳ này là mình giàu chắc rồi. Ok, bây giờ mình vào đây mình mua súng nha. Sam ơi. Ủa Cam rồi. Cam lại đây. Trời ơi. Trời. Con đi tùm lum la là lạc đường nha Cam, không được đi lung tung nghe chưa? Phải đi theo anh với lại Sammy nghe chưa? Ok, vô đây mua súng nè. Đấy. Anh bán súng ơi, em muốn mua một cây súng. À, ok để xem coi. Hiện tại ở trong đây. Ôi trời, sao súng nó đắt dữ vậy ta? Mình chỉ đủ tiền mua được cái súng cool thôi à. Cái súng này thì làm sao mà dùng được?
Súng này ít quá à. Không được anh ơi, anh có súng nào xịn hơn không? Để xem coi. Trong phần này wow, không ngờ là mình có thể mua súng được bằng xu luôn nè các bạn ơi. Wow. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà nha. Trời ơi bạn ơi, tối thui luôn rồi. Thôi bây giờ bọn mình nghĩ rằng bọn mình phải đi ngủ các bạn ơi. Không được đi ra ngoài vào giờ này đâu. Ngoài ra ngoài vào giờ này ha là zombie xuất hiện nhiều lắm. Ok thôi về nhà. Đây, xin giới thiệu các bạn luôn nha. Đây là một gọi là cái khu gọi là cho thuê phòng nữa bạn ơi. Thì bọn mình có thuê phòng ở đây. Wow, ui trời ơi, gái đẹp bạn ơi. Ủa, sao mày chết mày như vậy? Ủa sao rồi? Trời ơi, sao nó cầm dao tôi mình khen đâu. Tôi đâu có nói gì đâu, Trời ơi bạn ơi, mình khen không đúng lúc rồi sao đang cầm nguyên con dao luôn. Trời ơi. Ok, rồi vô đây bạn ơi. Thì đây nè, ở chỗ này là căn phòng này á thì nó có hai cái giường. Một cái giường là dành cho Sam nè, với lại một cái giường dành cho bé Cam đi, bởi vì bé Cam là con nít. Còn Sam á là con gái cho nên là mình sẽ tặng cho hai người cái giường này luôn. Còn tôi ngủ dưới sàn nhà. Đấy, tôi là con trai thì tôi nhường con gái, hiểu không? Đó, ok rồi, ngủ đi. Rồi, đi ngủ Cam ơi. Hay. Rồi ok bạn ơi, chắc bây giờ mình cũng phải đi ngủ thôi. Nói chung là mình là con trai mà thì mình phải nhường con gái chứ sao, đúng không? Trời ơi, chẳng lẽ giờ bắt con gái nằm dưới sàn nhà, con nít nằm dưới sàn nhà, đúng không? Ok, phải ga lăng lên chứ. Ok, thôi ngủ rồi. Tạm biệt mấy bạn nha. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Rồi ok bạn ơi, cuối cùng thì trời cũng đã sáng rồi nè. Thì bây giờ đã đến lúc mình sẽ cùng với Sammy và bé Cam, bọn mình sẽ đi đến cái tượng nhân sư để đi khám phá nó nha các bạn nha. Ok. Thì ở đây mình có một cây súng nè, Sam thì có kiếm nè. Đó, bé Cam kiếm đâu? Kiếm của bé Cam đâu? Cam để quên rồi. Trời ơi. Trời, tại sao Cam lại để quên? Trời ơi là trời toán rồi. Thôi không sao, một tí nữa anh kiếm cái cây kiếm khác cho. Ok, rồi mình mở cửa nè. Đấy, ok, tiến lên nào mấy bạn ơi. Cùng nhau đi đến tượng nhân sư nào. Ui, trời ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi, Sam ơi, Sam, lại đây, lại đây. Cam, lại đây. Nhìn nè, trời ơi, một con chim siêu to khổng lồ bạn ơi. Trời ơi, con này là con đại bàng hay là con phượng hoàng hay là con gì mà to dữ vậy? Ui, để mình làm coi. Bốn mắt luôn không ơi, bốn mắt kìa. Con này là chim đột biến rồi. Ở zombie kìa. Mày hả mày? Lại gần tao mày. Ui, thôi mọi người ơi, chạy, con này nguy hiểm lắm. Ui. À, Cam ơi, cẩn thận. Trời ơi, nó đánh Cam kìa. Nó bắn một mình kìa, chạy. Trời ơi mấy bạn ơi, con này nguy hiểm quá bạn ơi. Ok bạn ơi, nếu như bạn nào mà muốn gọi là tập sau bọn mình sẽ đi khám phá cái con chim này á, mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ mình phải đi khám phá tượng nhân sư đây. Ok bạn ơi, tới tượng nhân sư nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chui bên trong nha. Ôi, có con zombie kìa. Mày hả mày? Chết mày đi con. Ok đi vô. Ồ, không biết tượng nhân sư sẽ có gì đây. Ô, bên trong tối thui hả bạn ơi. Sam ơi, bà lấy cái bóng đèn ra coi. Bà có cái đèn pin không? Đây. Đâu? Rồi ok, sáng rồi nè. Rồi qua đây. Ồ, trời bên trong đây tối quá bạn ơi. Ô, hình như bên trong đây là mê cung Sam ơi. Chết rồi, vậy làm sao mình kiếm được đường đi vô đây? Trời ơi trời. Ôi, tôi cũng có đèn pin nè, để tôi mở đèn pin tôi lên. Ok, rồi. Ô, có cái rương nè. Wow. Ồ, bên trong là một cái rương và có một cái tờ giấy và mấy cục xương. Ủa cái này để làm gì vậy? Trời ơi trời, ok đi qua chỗ khác coi. Ok, để qua bên trong đây coi có gì không nha các bạn nha. Lại một cái rương đó nè. Ok, để xem coi. Trời, lại là xương. Trời ơi là trời, chứ cái này là gì đây? Wow, một quả bom mấy bạn ơi, bom nguyên tử nha. Trời ơi, ghê vậy. Ok. Rồi kiếm tiếp. Đi vòng đây. Trời ơi Cam ơi, sao con mập quá vậy? Con mập con chặn đường của anh hết rồi nè. Để nhanh lên. Trời ơi trời. Ok bạn ơi, và sau khi mà mình khám phá thử cái tượng nhân sư á nha, thì bên trong nó chẳng có gì hết trơn bạn ơi. Ngoài mấy cục xương thì không à. Trời ơi là trời, không thèm. Bởi vậy cho nên á là bọn mình mới vừa phát hiện ra được một cái kim tự tháp ở đằng sau nè. Đó, thấy không? Ê, sao? Kim tự tháp thì tôi nghe nói nha, là kim tự tháp thường thường là mộ của mấy ông vua á, cho nên là chắc chắn là sẽ có nhiều đồ hơn, có nhiều kho báu hơn là ở cái tượng nhân sư nhiều. Ok, vô đây. Mình sẽ vào trong đây để khám phá nha các bạn nha. Đấy, vô đây mọi người. Vô đây. Đây, xin giới thiệu các bạn, bên trong đây là cái kim tự tháp nha. Thì ở chỗ này là cái gì đây? Một cái cửa bạn ơi. Hình như là bên trong là 7 không? Vào. Vào cái gì mà vào? Thường thường ngay là kim tự tháp á là thường hay có 7, cho nên là mình không được tự tiện vào, hiểu không? Mình sẽ phải sử dụng cái lông gà nè, mình chọi trong. Rồi xong, nó chìm xuống dưới luôn. Vậy cái này là 7 rồi. Ok, qua bên đây thử coi. Cái này thử nha. Hả? Rồi nó cũng chìm xuống dưới luôn. Vậy cái này cũng là 7 luôn. Trời ơi trời, vậy cái này chắc chắn không phải là 7 nè. Đi qua. Ok được rồi nè. Rồi ok. Đi qua. Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy Cam? Cam nó không qua được bạn ơi. Thôi Cam đi qua đi. Rồi đi, qua nhanh lên. Ok. Ôi trời, trời vừa vô là gặp con quái vật luôn kìa. Để tôi giết nó. Mày hả mày? Lại gần đây làm gì? Ok. Rồi, tiếp theo bên đây là gì ta? Đi vô coi. Ôi mọi người cẩn thận. Dưới đây là dung nham á nha. Dung nham đó, cẩn thận. Trời ơi Cam ơi,
con cẩn thận nha Cam, con mà rơi xuống đây là con thành mèo nướng luôn á, cẩn thận nha. Ok, nhảy qua đây nè. Ôi trời, nguy hiểm quá bạn ơi. Ui trời ơi là trời, tự nhiên không cho mình vô đây mình bắt cua vậy trời. Tính ra mình là Phong Cận chứ mình là phải là Siro đâu mà cho mình bắt cua trời. Ok, nhảy qua đây nè. Hey. Ha. Ủa mọi người đâu vậy? Cố lên. Nè, nhảy từ từ nè, sợ quá à. Mọi người nhảy nhảy theo tôi. Ôi trời, Cam ơi. Rồi xong, Cam rơi xuống dung nham luôn rồi. Cam ơi, hồi sinh. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, bơi nhanh lên. Còn được cái áo giáp kìa, bơi nhanh lên. Bơi qua bên đây nè, bên đây có cái hố nè. Bơi qua đó. Trời ơi bạn ơi. Con Cam nó không biết bắt cua. Trên nó té mất tiêu rồi. Không sao. Ok, nhảy qua đây. Trời. Rồi ok, không sao. Qua kia. Nhanh lên Cam. Nhảy qua, đúng rồi, hay lắm. Rồi ok, đến lượt anh nha. Cố lên mọi người ơi. Đó, rồi ok, đi qua đi. Chỗ này dễ à, cũng không khó lắm. Sam ơi, bạn đi sai đường rồi. Ủa, đường này đi được mà, đâu kia, vẫn có đâu kia thôi. Ok. Vẫn đúng chỗ mà. Rồi ok, để tôi đi đường này bên đây với bé Cam nha. Hey. Ok, rồi lên được rồi. Trời, thấy chưa, tôi kêu sai đường thì không nghe, rơi xuống dung nham luôn rồi kìa, thấy chưa. Trời ơi trời, ok, để tôi. Đấy, nhảy qua đây nè, đó, sao nhảy qua đây. Rồi nhảy qua đây, nhảy lên đây, sao đó. Quay qua đây. Ê, bảy, chỗ này có bảy. Chỗ này có block tàng hình các bạn ơi, trời nguy hiểm vãi. Ok, nhảy lên đây được không? Ok, đây, được rồi nè. Rồi ok, bây giờ mình nghĩ rằng mình phải ăn một miếng sô-cô-la vô mình mới đi tiếp được các bạn ơi. Nè Sam ơi, ăn đi, ăn cho hồi máu. Hey, mình còn có 20 máu thôi hả bạn ơi. Ok, rồi để xem coi dưới đây là gì nha. Thôi đừng có nói là mê cung nữa nha. Trời ơi, đúng luôn các bạn ơi. Mê cung nữa hả? Lại là mê cung nữa nè. Ai, trời ơi là trời, kim tự tháp. Ui, có cái đường nè, để coi có gì đây nha. Tại sao lại là bắp rang bơ? Cái gì vậy? Tôi cần kho báu, tôi cần vàng chứ đâu cần bắp rang bơ đâu trời. Ủa còn cái này là gì đây? Cái này là cái đồ hình như là dùng để đào đồ hay sao á. Ui, Cam ơi, từ nãy con thấy gì không Cam? Thấy gì không? Không thấy luôn hả? Trời ơi, khổ ghê luôn. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái cúp này mình đập đường, mình kiếm đường ra nha. Khó chịu vậy. Ok, đập cái này ra này. Đấy, quá đơn giản. Ok, đào tiếp. Hả? Rồi, ra ngoài. Ủa, hình như là ra ngoài bờ tường luôn hay sao vậy? Đấy. Hay. Đường cục rồi, trời không có gì bên đây hết á. Ok, để đi xung quanh đây còn gì không. Ui, ở trên đầu mình có gì nè bạn ơi. À, ok, đào ra. Đấy. À, leo lên trên được, trên đây nha bạn ơi. Ok, qua đây Cam, qua đây. Rồi Sammy đâu, Sammy. Bà đâu rồi, đây, tôi ở đây. Trời nè. Ơi, sau lưng nè bà ơi. Trời là trời, bên đây nè. Trời ơi là trời, leo lên, lên. Bỏ tôi vậy? Bà đi chậm ghê luôn á trời. Đúng là gọi là lùng tịch cho nên đi chậm quá. Ok, để xem coi xung quanh này còn gì không. Ở chỗ này nó có một bức tường nè, để đặt thử bức tường này ra coi. Ha. Ok. Ủa. Lại gì nữa đây? Ủa. Lại gì nữa đây? Trời ơi, lại bắt cua tiếp hả? Ủa, kho báu kìa Sam ơi. Sao? Xuống đây, kho báu kìa. Tìm thấy kho báu rồi bạn ơi. Trời ơi. Mừng vãi. Ok, rồi để mình giết mấy con quái đã. Mày cút. Trời ơi trời. Ui, bên dưới đây đẹp quá mấy bạn ơi. Wow, trời ơi, còn cái này là kho báu nè, phải không? Mày hớt được bao con trai. Ủa, cái gì vậy? Tôi bị hương tình. Cái gì vậy? Con này là con gì vậy? Chạy sao ơi. Trời ơi, con này là con quái vật gọi là dưới gọi là cái tượng kim tự tháp bạn ơi. Ây da, rồi xong chết queo luôn. Con này nguy hiểm quá, để mình giết nó. Mày thôi. Mày thấy cái này là gì? Bắt mày nè. Trời ơi, đạn không giết được nó bạn ơi. Mày. Trời, ây da, rồi xong chết rồi. Ở bên đây còn xuất hiện thêm mấy con yêu quái nữa kìa. Chạy. Ui, xuất hiện thêm mấy con tượng ai, mấy con gọi là xác ướp ai cặp nữa kìa bạn ơi. Để mình giết nó luôn. Mày hả mày, chết đi. Trời đông hết. Ui, mày. Ui, Cam với Sammy núp trên kia nha, đừng xuống đây nha, để tôi tiêu diệt nó cho. Hey, mày hả? Trời, ai da, rồi cô xong. Cô đây, Cam ơi, cô đây. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng mà. Mày ơi, tôi. Ai da, ơi. Tôi chết nãy giờ cả chục mạng luôn rồi nè. Mày ơi. Quái vật ai cặp hả? Ui, sao trời tối thui rồi? Trời tối thui rồi. No. Trời ơi. Ê trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi nè, con này nó đốt luôn bên dưới đây luôn rồi bạn ơi, nguy hiểm vãi. Trời ơi là trời, mà mình không dập lửa được luôn nha. Trời ơi, cái con quái vật này là con quái vật loại gì vậy trời? Ê, mày ơi, nó cần chết rồi bạn ơi. Không sao, mình sẽ cố gắng để tiêu diệt nó luôn. Ê, dù tao có chết mấy trăm mạng thì tao cũng phải giết được mày. Trời ơi. Mày Sammy với bé Cam đứng nấp trên đó nha, đừng xuống đây nha, nguy hiểm lắm. Ôi trời, chết nữa rồi. Ai giết nó còn một máu thôi. Rồi. À, mày còn có một máu à, mày không trốn được đâu. Mày chết mày cho mày chết đi. Rồi chết queo rồi bạn ơi.
Nó chết rồi, nó chết rồi. Còn mấy con nhãi ranh này thì mình giết bằng tay không cũng được nữa. Mày thôi. Trời ơi, mấy con xe úp Ai Cập này thì không sợ. Ôi, ui rồi hư rồi. Súng cũng hết đạn luôn rồi. Trời ơi, ok cầm cái cúp đập đại đi. Mày ui, chết đi, chết đi. Bạn ơi, không làm mình không làm gì được mình đâu. Hay, rồi ok. Hay, cuối cùng mình giết được nó. Oh my god. Cái gì đây? Wow! Một cây kiếm mấy bạn ơi. Ôi, đẹp quá à. Nè nè, Sam thử cầm thử coi đẹp không? Cầm thử coi. Tôi lấy quá. Ui, cây kiếm này mình nghĩ chắc là đẹp lắm nha. Đâu coi. Đẹp không? Nè. Thấy gì đâu? Tôi thấy bà đang cầm cục xương á. Cầm cái xương quê. Trời. Đâu? Ui, đây. Ủa. Ủa gì vậy? Ủa ra ngoài luôn nè. Ủa sao nó dịch chuyển mình ra ngoài rồi? Ủa, chết. Hồi nãy còn cái đường kho báu mình chưa kịp lấy nữa mà. Bà ơi, đất ơi, sao không, không lấy? Tôi đâu có biết đâu. Trời, không được. Tôi phải chui xuống đó, tôi lấy lại kho báu của tôi. Không được. Nhanh lên. Ấy, kho báu của tôi phải xuống đó lấy lại kho báu. Trời ơi là trời, quên mất, chưa kịp lấy kho báu. Rồi con zombie mày tính làm gì? Tính lấy kho báu của tao không mày? Mày cút mày. Trời ơi là trời. Ơi sao lưng còn con nữa nè. Ơi Sam, mà thử dùng cái kiếm mà chém nó coi. Đây. Chém một phát chết luôn hả? Đâu, trả tôi, kiếm này của tôi mà. Trời. Kiếm này là tôi kiếm được mà. Của tôi mà, của tôi. Trời ơi, tôi là con trai phải đưa kiếm này mạnh mạnh tôi mới bảo vệ được hai người, hiểu không? Ok, để coi trong đây là gì đây. Ê, tính ra cái này cái rương để không luôn, không có gì trong luôn á mọi người ơi. Trời đất ơi. Bé cam nó tức quá, nó xỉu luôn. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái có gì không? Không có gì hết trơn luôn á. Trời ơi trời. Ui. Rồi xong dịch chuyển ở đây lại rồi. Ây. Ok bạn. Quá giật khác. Trời ơi, kiếm của tao mạnh lắm. Mày kiếm, kiếm nè. Mày làm gì được tao? Chém phát là chết luôn. Mày hả mày? Ok bạn ơi. Thôi về nhà. Ok, thôi về nhà, nguy hiểm quá vậy nha. Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình cùng với bé Cam và Sammy, bọn mình đã cùng nhau đi xuống được gọi là cái kim tự tháp, và bọn mình đã giết được con quái vật bên dưới đó và đã lượm được một cái cây kiếm rất là đẹp luôn bạn ơi. Coi nè, xịn chưa? Thì cây kiếm đây nè, mình thấy là nó rất là mạnh luôn bạn ơi, chém một phát là chết luôn á. Ok, thì tập sau mình sẽ sử dụng cái kiếm này để tiêu diệt cái con chim khổng lồ ở ngoài kia nha. Đây bạn coi nè, zombie nè. Mày hả mày? Vài phát là chết queo liền gì? Ok. Đó bạn thấy không? Con chim khổng lồ ngoài kia. Vài tập sau thì mình nghĩ rằng mình sẽ sử dụng cây kiếm này để mình tiêu diệt nó nha các bạn nha. Ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video nó đây cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Rồi xong mình chết queo luôn. Trời. Cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn cái nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì con bé Cam rồi. Ủa chạy Cam lạc đường rồi. Trời ơi, đi kiếm nó. Ok ơi, mình phải đi kiếm Cam này. Bye bye mọi người nha, yêu anh em phải rồi. Tạm biệt, bye bye.